Giới thiệu cho bạn thanh treo khăn là KF745VB. 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 Với cái thanh treo khăn như này là khoảng cách dài từ cái này là nó là 600 thôi các bạn nhé. Khoảng cách dài là 600. Từ mép của cái đỉnh này vào trong này nó là 230 thôi các bạn nhé. 230mm. Các thanh cách nhau là khoảng 50 nhé. Khoảng 5cm đấy. 50mm này, 50mm. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại dưới video này nhé.